hình trận Indonesia với Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam thông báo đã sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức trận đấu giữa tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam, thuộc vòng loại World Cup 2022. Theo thông báo của VTV, đơn vị này chính thức độc quyền truyền hình và radio trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra còn có quyền truyền phát trên di động và Internet không độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam. VTV cũng có độc quyền trình chiếu nơi công cộng và quyền cấp phép lại cho bên thứ ba. Như vậy, các đơn vị nào muốn tiếp sóng trận đấu giữa tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam sẽ phải làm việc và được sự đồng ý của VTV. Ngoài việc thông báo có bản quyền truyền thông, VTV cho biết đơn vị này sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu và chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. VTV khẳng định chương trình bình luận trận đấu với format đổi mới, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình những giây phút đáng nhớ để đồng hành cổ vũ đội tuyển nước nhà. Trận đấu giữa Indonesia và tuyển Việt Nam thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. Diễn ra vào ngày 15 tháng 10 lúc 19 giờ 30 phút tại sân vận động Kano, Jakarta, Indonesia. Trước VTV, công ty Netmedia thông báo họ là đơn vị sở hữu bản quyền các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022.